Các bạn thân mến, mới ngày hôm qua trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video của một vlogger Trung Quốc tên là Huy Ca đến Việt Nam để trải nghiệm. Video của Huy Ca có tiêu đề Kỷ lục du lịch Việt Nam 1. Khi tôi mới đến Việt Nam, có rất nhiều điều tốt đẹp và đất nước này dường như khác với ấn tượng ban đầu của tôi. Trong video, Huy Ca chia sẻ, Việt Nam là một trong những nước cộng sản trên thế giới. Những năm 80 còn cùng chúng ta đánh nhau. Trong ấn tượng của tôi, tất cả những gì sót lại chỉ là những chiếc lỗ tai mèo ở tiền tuyến Lạng Sơn. Một quốc gia đang phát triển thì ngành du lịch của họ phát triển như thế nào đây? Có phải là những đoàn du lịch hỗn loạn hay không? Tôi mang theo rất nhiều câu hỏi. Tôi quyết định đến Việt Nam để nhìn xem. Trước khi đi, tôi đã đổi tiền sang tiền Việt Nam đồng ở sân bay. Đổi một lần hơn 2.800 tệ, tương đương với 85% tỷ giá hối đoái. Đau lòng quá. Nhưng mà cầm trong tay mấy triệu, cảm giác khi đi đường mình thật là đẹp trai. Sau khi lên máy bay, bên cạnh tôi là một cô gái Việt Nam. Tôi tranh thủ cơ hội học ngoại ngữ từ người nước ngoài thôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc, mỹ nữ Việt Nam nói muốn đưa em gái của cô ấy đi cùng để dẫn tôi đi tham quan xung quanh Hà Nội 2 ngày. Tôi hỏi em gái của cô ấy dẫn tôi đi tham quan như vậy 2 ngày, có phải đưa tiền hướng dẫn cho cô ấy mỗi ngày không? Cô ấy trả lời không cần tiền. Ôi trời ơi, đây là món quà mà ông trời mang đến đập vào mặt tôi đúng không? Nhưng mà tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy không thích hợp lắm. Cho nên tại sân bay ở Hà Nội, tôi đã nói lời tạm biệt với cô gái ấy. Người đàn ông ngồi cạnh tôi trên máy bay, lần đầu tiên nhìn thấy tôi, đã nhiệt tình mời tôi ngồi cùng xe của anh ấy để đi vào nội thành Hà Nội. Hay, cũng tại cái nhan sắc chết tiệt này của tôi. Đi nửa tiếng thì tôi xuống xe tại Hồ Tây Hà Nội. Nói thật nhé, tôi có vẻ hơi khác với nhiều người. Có những người khi đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, anh ta sẽ hoảng sợ hoặc ít nhất là bất lực. Nhưng tôi phát hiện càng đến những nơi như thế này, tôi lại rất hưng phấn, tôi rất vui vẻ. Sau đó tôi đi dọc theo con đường ở Hồ Tây Hà Nội. Không thể không nói chứ, ở đây nhiều quán cà phê quá. Mỗi quán cà phê lại có rất nhiều người uống, hơn nữa đều là những người trẻ tuổi. Tôi muốn hỏi một câu chút là các bạn không phải đi làm việc à? Các bạn còn trẻ như thế này đã nằm phẳng rồi, không thấy có lỗi với cha mẹ, có lỗi với quốc gia à? Sau đó tôi theo chỉ dẫn của map đi đến trung tâm thành phố, phát hiện ở đây còn có nhiều quán cà phê hơn và nhiều quán trong số đó vô cùng thô thiển. Gắn luôn cái bảng hiệu cà phê lên tường, rồi ném vài cái ghế ở trước cửa như vậy là xong rồi. Quan trọng là lại có cả đống người cứ như thế ngồi trước cửa quán nói chuyện rôm rả. Tôi đã chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Sau đó anh Huy này đã đi thuê phòng khách sạn và đi dạo phố. Anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người nước ngoài ngồi quán cà phê nói chuyện với nhau. Anh ta cho rằng, sao mấy người nước ngoài này lại thích chém gió đến như vậy? Gọi một cốc nước uống mà chém gió với nhau cả ngày. Sau đó anh ta đi dạo phố và cảm thấy xung quanh mình quá nhiều những kiểu người kỳ quái. Cảm giác này cũng không tệ và kết thúc video. Qua video này, có thể thấy mặc dù anh Huy Ca này đi du lịch nước ngoài nhưng vẫn mang theo lăng kính và suy nghĩ của đất nước mình áp đặt lên người khác. Nhìn thấy nhiều người ngồi uống cà phê, lại cho rằng họ đang nằm phẳng, làm biếng, lười lao động mà không tự nhìn lại mình. Người khác nhìn mình có phải cũng thắc mắc, ông này sao không đi làm mà lại đi quay phim hưởng thụ không làm việc hay không? Xã hội này mỗi người không phải bất cứ lúc nào cũng đang trong tình trạng làm việc. Chỉ nhìn thấy lúc người ta đi uống cà phê, đi du lịch nên cho rằng người ta không cần đi làm. Còn chê phong cách quán cà phê của Việt Nam là thô thiển, tạm bợ. Cái gì đó giống Trung Quốc thì sẽ nói là sao chép Trung Quốc, còn cái gì không giống thì liền chê thô thiển. Video này của Huy Ca có đăng tải lên YouTube, nên em sẽ để link ở phần mô tả cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xem phần bình luận của netizen Trung Quốc trên mạng xã hội Dưa Hấu Video nhé. Tại sao người châu Âu đến Việt Nam mà không đến nước ta? Hơn nữa đất nước chúng ta có số lượng người châu Phi đặc biệt nhiều. Nhiều người châu Phi là sinh viên quốc tế mà chúng ta phải mua bằng tiền đó. Ý tôi là người giàu không đến Trung Quốc, nhưng chúng ta lại cứ coi những người da đen lười biếng và nghèo khổ như báu vật. Các nước Tây Âu đang bôi nhọ Trung Quốc một cách có mục đích và nhịp nhàng, bạn có biết không? Tôi đã đến Nha Trang và cảm thấy đây không phải là một đất nước thân thiện. Vậy thì tôi đoán bạn đã đi cùng đoàn du lịch trong nước, một mình chơi sẽ tốt hơn và không bị lừa. Tôi thích Việt Nam, tôi đã đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Vịnh Hạ Long vào năm 2016. Tôi đã đến Nha Trang 2 lần vào tháng 4 và tháng 5 năm nay. Tôi thích Nha Trang nhất, quá đẹp. Năm sau vẫn muốn đến Nha Trang, ở Việt Nam không có chuyện ép buộc mua sắm. Du lịch Việt Nam vẫn tiết kiệm chi phí ở hai thành phố cốt lõi là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Airbnb là một nền tảng tốt để đặt phòng khách sạn và chú ý đến sự an toàn đồ đạc của bạn khi đi ra ngoài. Huy Ca nên chú ý đến an toàn cá nhân khi một mình đến địa điểm Đông Nam Á này.
Tôi đến đó trước khi dịch bệnh xảy ra, lão Bách tính đều rất tốt. Chỉ có duy nhất một điều là có một nữ nhân viên trông giống như một công nhân tạm thời, không có trang phục chuyên nghiệp, muốn làm khó người. Sau đó nhân viên mặc quần áo bảo hộ lao động đến giải quyết vấn đề. Vì vậy, Việt Nam không tệ như bạn tưởng tượng, cũng không đến nỗi tốt như bạn nghĩ. Cá nhân tôi rất thích Việt Nam và sẽ đến đó nếu có cơ hội. Có các quán cà phê và đại lý du lịch khắp nơi trên đường phố ở Việt Nam, cũng như các hiệu thuốc và cửa hàng quần áo ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc. Khi nghe đến Việt Nam và Myanmar, tôi nghĩ đến việc cắt eo và không dám đến đó. Cắt eo là bị cắt thận hoặc bị buôn bán nội tạng. Tất cả đều là tin đồn, bạn nghĩ quá nhiều rồi. Toàn là tin đồn thôi, năm nay mình có đi Nha Trang 2 lần vào tháng 4 và tháng 5, quá đẹp. Đó là những bình luận trên mạng xã hội dưa hấu. Vika cũng đã đăng tải video này nên tàu in và nhận được rất nhiều sự quan tâm cho dù mới đăng tải được một ngày. Chúng ta cùng xem những khán giả trên tàu in có bình luận khác không nhé. Người ta cũng đang tiến về phía trước. Khi đi qua kiểm tra an ninh, không có nhân viên hải quan nào nhắc nhở bạn bỏ 10 nhân dân tệ vào hộ chiếu của bạn sao? Trước đây tôi đã đi du lịch tự do một mình trong 15 ngày ở Việt Nam. Ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh, mọi thành phố khác đều đặc biệt tốt. Ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn phải chú ý đến những tên trộm, haha. Trên mạng nói rằng quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc không thân thiện lắm. Tất cả đều là bôi nhọ Việt Nam và người Việt Nam rất thân thiện với người Trung Quốc, vì vậy tôi đã quay trở lại du lịch. Khách sạn chúng tôi ở cũng là khách sạn 5 sao. Buổi tối hẹn nhau đi mua sắm. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng Việt Nam là nơi có hình ảnh tệ nhất. Thực ra tốt hay không là do cảm nhận cá nhân. Nếu bạn không gặp trường hợp khẩn cấp nào thì bạn cảm thấy khá tốt. Chỉ là khi tôi gặp phải, tôi liền cảm thấy không tốt mà thôi. Người trẻ tuổi vẫn rất thân thiện và những người lớn tuổi hơn sẽ mang một khuôn mặt cau có khi gặp người Trung Quốc. Trung Quốc có quan hệ tốt với ai? Cùng với mấy nước châu Phi nghèo đến nỗi không có quần để mặc có quan hệ tốt. Người ta đến Trung Quốc chỉ vì muốn đánh gió mùa thu, muốn lấy tiền mà thôi. Một giám đốc điều hành cấp cao của một nhà máy lớn trong nước đã từ chức để bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, thấm nhuần văn hóa làm thêm giờ trong nước rồi và kết quả là đã bị bất ngờ bởi thái độ làm việc của những người trẻ Việt Nam đi muộn về sớm. Cả công ty chỉ có mình ông ta tự tăng ca. Làm việc chăm chỉ, thói quen làm thêm giờ thực sự bắt nguồn từ sự bất an của chính bản thân họ và họ tự hào về điều đó từng ngày. Video lão giám đốc Trung Quốc than vãn nhân viên Việt Nam lười làm. Em đã làm video rồi, các bạn có thể xem lại video này nếu chưa xem nhé. Ngồi uống cà phê không có nghĩa là nằm thẳng à? Đã đến Việt Nam 7 lần và Việt Nam thực sự thoải mái. Mức chi phí ở thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên cao hơn trong những năm gần đây. Đã đến Nha Trang và Đà Nẵng và siêu yêu Việt Nam. Tôi đã đến Nha Trang với chi phí tour 500 nhân dân tệ. Nha Trang không vui nhưng không ép buộc mua sắm. Tôi cảm thấy việc quản lý đường phố của Việt Nam tương đối thoải mái. Thành thật mà nói, trải nghiệm du lịch ở một số thành phố lớn ở Bắc, Trung và Nam của Việt Nam thực sự vô cùng tốt. Vì đã từng bị nước ngoài cai trị nên văn hóa cũng không tệ, không già nua tồi tàn như người dân trong nước thường nghĩ. Nhưng nó chỉ giới hạn ở các thành phố lớn. Hãy thử đổi tiền với người dân, an toàn, tỷ giá tốt và thuận tiện. Trải nghiệm ở Việt Nam quá tệ. Vali của cặp đôi người Thượng Hải vừa xuống máy bay đã bị trộm. Vali 20 cân của bạn đồng hành của tôi bị phạt 100 tệ vì vali vượt quá giới hạn cho phép lên máy bay. Hướng dẫn viên du lịch Nha Trang đưa chúng tôi xuống tắm bùn, tắm và massage và chúng tôi bị tính phí từ 200 nhân dân tệ thành 500 nhân dân tệ. Và cuối cùng tại sân bay, chúng tôi hỏi tại sao chúng tôi lại phải boa cho người khác. Hướng dẫn viên của chúng tôi nói rằng bình thường phải đưa 200 nhân dân tệ, tức là giảm giá 100 nhân dân tệ mỗi người nhờ hướng dẫn viên du lịch rồi đó. Tôi cảm thấy rằng những người già ở miền Bắc Việt Nam không thân thiện lắm với người Trung Quốc. Người miền Nam thành phố Hồ Chí Minh rất thân thiện. Tôi ở phía Bắc và không gặp phải sự không thân thiện, nhưng tôi đã bắt gặp rất nhiều người quỳ liếm Trung Quốc. Quỳ liếm nghĩa là hoàn toàn hạ thấp bản thân để làm đối phương thỏa mãn, nâng cao đối phương một cách không có tự trọng. Đừng tự nhục bản thân và tôn sùng Trung Quốc quá, trong mắt người Trung Quốc chính là quỳ liếm nhé các bạn. Là một thuộc địa cũ của Pháp, việc có nhiều quán cà phê là điều bình thường.
chồng tôi vừa trở về từ một tour du lịch theo đoàn ở Việt Nam, trải nghiệm rất kém. Một số khách du lịch trong một nhóm đã bị móc túi trên xe buýt du lịch và mất tiền, bao gồm cả chồng tôi. Và cuối cùng, tập thể phải gọi cảnh sát, hướng dẫn viên du lịch và tài xế xe buýt mới nhổ tiền ra, thật kinh tởm. Bạn chắc là đi theo đoàn du lịch lừa đảo trong nước rồi. Ai đi sẽ hối hận, khi đi qua hải quan chỉ có người Trung Quốc bị thu tiền boa. Khi đi ra khỏi hải quan, Trung Quốc một đoàn, người từ các nước khác N đoàn, không chỉ thu tiền boa mà còn xếp hàng trong vài giờ. Ăn tại quán ăn, người dân địa phương tính giá khác với du khách Trung Quốc. Các điểm tham quan không tốt bằng công viên trước nhà tôi. Đường phố tương tự như những năm 80 của Trung Quốc, không cần tiền thì bạn cũng đừng đi đến nơi đó. Nên đi du lịch tự do, tùy theo ý muốn của bản thân. Nếu đi theo công ty du lịch nội địa, bạn sẽ bị lừa đến chết. Nếu ở Việt Nam, bạn sẽ cảm thấy người ta nói chuyện thật ấm áp và hợp tình hợp lý. Tôi không bao giờ ngờ rằng vẻ đẹp chết tiệt của anh Huy đúng là gu thẩm mỹ của các cô gái Việt Nam. Mong chờ hố ở Việt Nam. Nghĩa là chờ xem anh Huy bị lừa như thế nào ở Việt Nam. Đúng là suy bụng ta ra bụng người, còn mắc bệnh tự luyến, đi đâu cũng sợ bị hố. Đó là một vài bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Tất nhiên như mọi khi, bình luận tiêu cực nhiều hơn bình luận tích cực. Và nếu nói về du lịch Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp chặt chém khách du lịch, hoặc một số nơi có an ninh chưa tốt, hoặc hiện tượng đòi tiền boa qua hải quan cũng rất xấu. Tuy nhiên, đi theo đoàn mà phải đóng tiền cho hướng dẫn viên và bị lừa cả đoàn hoặc ép mua sắm thì chỉ có thể là do công ty du lịch Trung Quốc lừa đảo thôi, chứ có thể trách ai đây. Các bạn thấy như thế nào về những bình luận phía trên của người Trung Quốc? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.